Các bạn thân mến, trong video này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn một số cái bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lớp 6 phần số học. Cũng từ video này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn một loạt các bài giảng dành cho các bạn muốn nâng cao kiến thức của mình trong môn toán lớp 6. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với cái chương đầu tiên, đó là chương ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Bài thứ nhất, chúng ta sẽ nghiên cứu sơ lược về cái tập hợp. Thì như các bạn đã biết là tập hợp là một cái khái niệm cơ bản của toán học mà người ta không định nghĩa. Ở đây thì giả sử như là tập A là một cái tập hợp năm số tự nhiên đầu tiên và N là tập hợp các cái số tự nhiên, thì cái tập hợp A của mình có thể được xác định như trên hình các bạn thấy, bao gồm các cái phần tử là 0, 1, 2, 3, 4. Hoặc là tập A được viết theo cái dạng chỉ ra tính chất đặc trưng, đó là tập hợp các số tự nhiên mà lớn hơn hoặc bằng 0. Thực tế là chúng ta có thể bỏ cái chỗ lớn bằng 0 này đi, mà chúng ta chỉ cần ghi là tập hợp các số tự nhiên nhỏ nhỏ hơn 5 là được, đúng không ạ? Đấy. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy rằng là chúng ta thấy cái cách ký hiệu một cái tập hợp. Đối với phần tử thuộc tập hợp thì chúng ta dùng cái ký hiệu thuộc, đúng không ạ? Ví dụ một là phần tử thuộc tập hợp A, chúng ta sẽ ghi là một thuộc A, đúng không? Số 6 là một cái phần tử không thuộc tập hợp A, như vậy người ta sẽ ghi không thuộc như thế này. Đấy. Như vậy ở đây thì chúng ta cần nhớ lại rằng là chúng ta có hai cái cách viết tập hợp này. Cách thứ nhất người ta gọi là cách liệt kê các phần tử, các bạn đã biết rồi. Cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng, chỉ ra tính chất đặc trưng của cái phần tử thuộc tập hợp. Tiếp theo thì chúng ta đến với cái khái niệm về số phần tử của tập hợp. Thì ở đây các bạn cũng biết rằng là một cái tập hợp thì nó có thể có một phần tử, có hai phần tử hoặc là có nhiều phần tử, đúng không? Và cũng có những cái tập hợp thì không có cái phần tử nào. Và khi mà tập hợp mà không có phần tử nào, một tập hợp mà không có phần tử nào thì người ta gọi là tập hợp rộng, và người ta ký hiệu này. Khái niệm thứ ba trong cái phần sơ lược về tập hợp này là khái niệm về tập hợp con. Thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B, người ta ký hiệu A là con của B đấy ạ. Nếu mọi phần tử x thuộc A thì x thuộc B. Đây là người ta ký hiệu viết theo kiểu ký hiệu ấy, đúng không? Định nghĩa theo kiểu ký hiệu. Tập hợp A là con của tập hợp B khi và chỉ khi mọi phần tử thuộc tập hợp A đều thuộc tập hợp B. Đấy. Và ở đây chúng ta cũng cần để ý rằng là có những hai cái tập hợp rất là đặc biệt, tập hợp con đặc biệt đấy. Đó là một tập hợp thì bao giờ cũng là con của chính nó, đúng không? Và tập hợp rỗng thì là con của mọi tập hợp. Tiếp theo. Đấy. Tập hợp A được gọi là bằng tập hợp B nếu A là con của B và B là con của A. Đấy, hai tập hợp được gọi là bằng nhau nếu là chúng là con của nhau. Chúng ta có thể dùng cái khái niệm như vậy để chúng ta làm. Rồi, như vậy là thầy đã giới thiệu sơ qua về cái phần lý thuyết tập hợp này. Các bạn có thể xem lại cái phần kiến thức cơ bản ở những cái bài giảng về môn toán ở trong sách giáo khoa, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái ví dụ đầu tiên. Cho tập hợp A các cái số tự nhiên lớn hơn 1, nhỏ hơn 5. B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 4, nhỏ hơn 8. Các bạn để ý điều này. C là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 6. Hãy viết các tập hợp trên theo hai cách. Cách thứ nhất là liệt kê phần tử của nó và cách thứ hai là chỉ ra tính chất đặc trưng. Trong tập hợp trên thì chỉ rõ tập hợp nào là con của tập hợp nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì cái bài tập này nó không phải là cái bài tập nâng cao mà nó chỉ mang tính bài tập cơ bản thôi, đúng không? Chúng ta cũng làm cái bài tập này rất là nhiều ở trong sách giáo khoa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ viết
Đầu tiên là các cái tập hợp ABC này theo hai cách. Tập hợp A. Đấy. Tập hợp các cái số tự nhiên lớn hơn 1 nhỏ 5. Lớn hơn 1 nhỏ 5. Vậy thì chúng ta có là 1 này, đúng không? Xin lỗi. Lớn hơn 1 nhỏ hơn 5. Thì chúng ta có 2 này, 3 này, 4 này. Đúng không ạ? 4 thôi. Lớn hơn 1 nhỏ hơn 5 mà. Và cái cách viết thứ hai chúng ta có thể viết cái tập hợp A đó là viết theo kiểu chỉ là tính chất đặc trưng. Chúng ta có tập hợp A là tập hợp các cái số tự nhiên x thỏa mãn điều kiện là x lớn hơn 1 nhỏ hơn 5. Đấy, đấy là tập hợp A. Tiếp theo, chúng ta viết cái tập hợp B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 4 nhỏ hơn 8. B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 4 thì chúng ta có 5, 6, 7. Đây là các cái số lớn hơn 4 nhỏ hơn 8. Đấy. Và chúng ta có thể viết dưới dạng chỉ là tính chất đặc trưng. Tập hợp B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 4 nhỏ hơn 8. Tập hợp các số tự nhiên x lớn hơn 4 nhỏ hơn 8. Tiếp tục, chúng ta có cái tập hợp C. Tập hợp C là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 6. Lớn hơn hoặc bằng 2, như vậy chúng ta có 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, đúng không ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng, tức là đây có dấu bằng. Đấy, thì các bạn khi làm thì các bạn để ý. Nếu như là lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta sẽ có thêm cái trường hợp là dấu bằng xảy ra nữa, đúng không? Tập hợp C chúng ta có thể viết dưới dạng chỉ là tính chất đặc trưng như sau. Tập hợp C là tập hợp các phần tử x thuộc n sao cho x lớn hơn hoặc bằng, các bạn nhớ ký hiệu này, và nhỏ hơn hoặc bằng 6. Lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn bằng 6. Đấy thì cái bài tập này, cái phần này thì chỉ kiểm tra lại cho chúng ta cái cách viết tập hợp theo hai cách thôi, liệt kê và chỉ là tính chất đặc trưng. Câu hỏi thứ hai là chúng ta quan sát vào các cái tập hợp này thì chúng ta thấy được là tập hợp nào là con của tập hợp nào. Đấy, câu hỏi của người ta là như vậy. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy được rằng là trong các cái tập hợp trên thì chỉ có tập hợp A và tập hợp C thì mọi phần tử của A đều thuộc C. Do đó chúng ta có thể viết là A là con của C, đúng không ạ? Do mọi phần tử của tập A đều thuộc vào tập C. Nên chúng ta suy ra được là A là con của C. Đấy. Còn B thì sẽ không có, bởi vì là chúng ta thấy là cái phần tử 7 ấy nó thuộc vào B nhưng lại không thuộc vào C, đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây chỉ có duy nhất một cái phần này thôi. Và các bạn để ý vào cái bài tập này. Bài tập này giống như chúng ta chỉ nhắc lại cái kiến thức cơ bản cho các bạn thôi. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai. Ví dụ này thì cũng là một cái bài toán mà vận dụng cái số phần tử của tập hợp cũng như là các cái khái niệm khác. Ở đây người ta có 60 khách du lịch vừa đi tham quan ít nhất một trong hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Biết rằng là 1/4 trong số họ thì chỉ đi thăm thủ đô Hà Nội và 1/6 số du khách thì thăm cả hai thành phố. Hỏi là có bao nhiêu người chỉ đi thăm thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta phải hình dung được hai cái tập hợp này. Cái tập hợp này. Bây giờ thầy minh họa một chút để cho các bạn dễ nhìn. Tôi gọi cái đây. Đây là tập hợp những người mà đi thăm Hà Nội, đúng không ạ? Cái này là tập hợp những người đi thăm Hà Nội. Và đây là tập hợp những người mà đi thăm thành phố Hồ Chí Minh.
Đấy. Thế thì khi nhìn vào đây các bạn thấy được rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ có những người mà đi thăm cả hai. Đây, những người mà đi thăm cả hai. Tức là vừa đi thăm Hà Nội, vừa đi thăm thành phố Hồ Chí Minh ấy. Đúng không? Chúng ta sẽ có những người mà vừa đi thăm Hà Nội, vừa đi thăm thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là cái chỗ chúng ta sẽ tính những người đi thăm thành phố Hồ Chí Minh thôi ạ. Còn ở đây người ta có 1 phần 6, 1 phần 4 số họ chỉ đi thăm thủ đô Hà Nội và 1 phần 6 thì chỉ đi thăm cả hai thành phố. Đây là những người mà đi thăm cả hai thành phố. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái việc giải cái bài toán này. Chúng ta biết rằng là 1/4 thì chỉ đi thăm Hà Nội. Nhớ là những người mà chỉ đi thăm Hà Nội là những người mà thuộc cái phần này, phần tôi gạch chéo này. Các bạn để ý nhé. Đấy, như đây là những người mà chỉ đi thăm Hà Nội không. Chúng ta có 1/4 và số người mà đi thăm cả hai là 1/6, 1/6 của 60 đấy, đúng không? Như vậy ở đây chúng ta có thể tính được là số khách du lịch chỉ đi thăm Hà Nội theo viết tắt là chúng ta có là 60 đúng không ạ, nhân với lại 1/4 và kết quả là bằng 15 người, 15 khách chỉ đi thăm Hà Nội. Tiếp bây giờ chúng ta có số khách du lịch mà đi thăm cả hai thành phố. Số khách du lịch đi thăm cả hai thành phố. Là ở đây số khách du lịch này sẽ là 60 nhân với lại 1/6 và kết quả là 10 người đúng không ạ? 10 người đi thăm cả hai thành phố. Rồi, bây giờ chúng ta đã tính được là hai cái phần mà phần gạch chéo và cái phần tôi đánh dấu chấm ở đây. Đấy, vậy thì cái phần còn lại này, phần không gạch chúng ta sẽ tính như thế nào? Thì ở đây chúng ta biết rằng là tổng cộng có 60, tức là toàn bộ cái phần này đấy, có 60. Trong đó chúng ta tính được hai phần này rồi thì rõ ràng là bây giờ chúng ta chỉ cần là lấy 60 và trừ đi hai cái thằng này là tôi sẽ tính được, đúng không? Cái bài toán này nó cũng khá là dễ. Như vậy, số khách du lịch chỉ đi thăm thành phố Hồ Chí Minh, tôi viết tắt là chúng ta lấy 60 trừ đi 15 cộng với lại 10, chúng ta sẽ có được là 60 trừ đi 25 và kết quả là 35 người. Đấy. Thế thì ở đây cái bài toán này các bạn để ý rằng là chúng ta nếu như chúng ta không không vẽ hình ra thì chúng ta có thể rất dễ nhầm các cái trường hợp. Đấy. Ví dụ như là số người đi thăm Hà Nội và số người đi thăm thành phố Hồ Chí Minh nó không phải là, tức là số người đó sẽ bao gồm cả những người, ví dụ như những người đi thăm Hà Nội chẳng hạn thì sẽ bao gồm cả những người mà đi thăm cả hai thành phố này. Đấy, cái phần này sau này các bạn sẽ học và các bạn sẽ gọi cái phần này, người ta gọi là A giao B. Đấy, nếu đây là tập hợp A, đây là tập hợp B thì cái phần này là A giao B. Tức là phần giao của hai tập hợp. Đúng không? Tập hợp A và tập hợp B. Đấy, thì ở đây nó giống như việc là còn toàn bộ cái phần này á, số người đi thăm cả hai thành phố này, tức là cả hai cái phần này nhé. Cả hai phần này
thì nó gọi là A hợp B. Đi thăm ít nhất một thành phố thì là A hợp B. Và chúng ta sẽ có cái công thức để tính cái số phần tử của tập hợp có mối quan hệ như thế này. Chúng ta sẽ có được là số phần tử của A hợp B, tức là toàn bộ cái phần này ấy, nó sẽ bằng số phần tử của tập hợp A. Tập hợp A là tập hợp này, tập hợp những người đi thăm Hà Nội, chứ không phải chỉ đi thăm Hà Nội nhé, những người đi thăm Hà Nội. Đấy, cái sự khác biệt cái từ chỉ này, các bạn để ý, chỉ đi thăm Hà Nội, chỉ đi thăm thành phố Hồ Chí Minh khác với việc là những người đi thăm Hà Nội và đi thăm thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, cộng với số phần tử của B, số phần tử của B cộng với số phần tử, xin lỗi, trừ đi số phần tử của A giao B. Đấy, trong đó chú ý rằng là đây là số phần tử của tập hợp A, ký hiệu số phần tử của tập hợp A. Thì với cái công thức mà tính số phần tử của tập hợp như thế này, thì các bạn sẽ giải quyết được rất nhiều bài toán khác nhau. Khi các bạn dùng biểu đồ Venn, các bạn nhìn sẽ rõ hơn. Còn đề như thế này thì có thể là các bạn sẽ không không hình dung ra là mình sẽ làm như thế nào. Vì vậy là cái biểu đồ Venn ấy, nó cũng rất là hữu ích, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua làm một số cái bài tập làm thêm ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài tập số 1. Những cái bài tập này là những cái bài tập khá là cơ bản, chưa có gì đòi hỏi chúng ta phải phức tạp cả. Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên x thuộc của N sao cho 2x bằng 4, và người ta nói rằng là viết tập A bằng 2 có được không và tại sao. Thế thì ở đây chúng ta để ý rằng là cái này liên quan đến cái cách viết tập hợp, đúng không ạ? Chúng ta có cái 2x bằng 4, đúng không ạ? 2x bằng 4 thì chúng ta suy ra được là 2x ở đây là 2 nhân x đấy, đúng không ạ? X sẽ bằng 4 chia 2. 4 chia 2 hay là x bằng 2. Tức là tập hợp A này chính là bao gồm cái phần tử 2 á. Vì vậy mà chúng ta không thể viết được như thế này. Đấy. Do đó cái việc viết A bằng 2 là sai. Là sai. Bởi vì là A là phần tử, cái 2 này là phần tử của tập hợp chứ không thể bằng tập hợp A được, đúng không ạ? Chính vì vậy là ở đây vì 2 là phần tử của tập hợp A. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ viết thế nào cho nó đúng? Chúng ta sẽ viết như sau ạ. Chúng ta sẽ viết đúng là, nếu viết đúng thì là A bằng 2 như thế này. Đấy. Thì đây là một cái bài toán mà cũng nhắc lại cho các bạn thấy được cái sự khác biệt khi mà chúng ta viết cái tập hợp, đúng không? Viết đúng với chính xác, và đừng quên rằng là chúng ta phải có cái dấu ngoặc nhọn khi mà viết các cái phần tử, thì phải viết cái phần tử đó ở trong dấu ngoặc nhọn, đúng không? Viết tập hợp vậy. Rồi, đấy là cái bài tập đầu tiên. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái bài tập thứ hai, bài tập tiếp theo. Rồi, cái bài tập này thì cũng giống khá là nhiều bài tập, nó chỉ mang tính chất là nhắc lại cho chúng ta hai cái tập hợp. Thì nếu các bạn chưa nhớ thì thầy nhắc lại một chút. N là tập hợp các cái số tự nhiên. N là tập hợp các số tự nhiên bao gồm có 0, 1, 2, đúng không ạ? Vân vân. Đấy, còn N sao là tập hợp các cái số tự nhiên khác 0. Tập hợp các số tự nhiên khác 0. Bao gồm từ 1, 2,
2, 3 hay là người ta còn gọi là tập hợp các cái số đếm ấy, đúng không? 1, 2, 3. Rồi, và yêu cầu của người ta ở đây đó là các bạn sẽ phải điền cái ký hiệu thích hợp vào chỗ trống và để ý rằng là chúng ta có mối quan hệ là phân tử thì chúng ta có thuộc và không thuộc, đúng không ạ? Còn tập hợp với tập hợp thì chúng ta có khái niệm về tập con và ngược lại là chứa đấy, đúng không? Cũng vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ điền ký hiệu này. Ký hiệu thứ nhất là cái 3 phần 4 với lại tập hợp N thì rõ ràng là 3 phần 4 là một cái số, cái viết dưới dạng như thế này là phần tử, đúng không ạ? Vì vậy là chúng ta sẽ dùng cái hai cái ký hiệu thuộc hoặc là không thuộc. Thì ở đây 3 phần 4 là không thuộc tập hợp N. Đấy. Tiếp tục là chúng ta có 0 và N sao. Thì chúng ta biết rằng là 0 thì không thuộc vào tập hợp N sao. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái ký hiệu không thuộc. Tiếp theo chúng ta có 7 và N sao thì rõ ràng là 7 thuộc tập N sao. Ta dùng ký hiệu thuộc. Tiếp theo ở đây chúng ta có một cái tập hợp gồm các cái phần tử từ 1 đến 4 và mối quan hệ với tập hợp N thì rõ ràng là đây là một cái tập con của tập hợp N. Rỗng thì đương nhiên là con của mọi tập hợp, vì vậy nó sẽ là con của tập hợp N sao. Và N sao là con của tập hợp N thì đương nhiên rồi, N sao là con của N. Như vậy đấy. Thì phần này chỉ mang tính chất là các bạn nhận biết lại các cái ký hiệu và điền ký hiệu cho nó đúng, đúng không? Chúng ta nhớ có một chút ở đây là cái 3 phần 4 ấy là một cái phân số, nó là một cái số hữu tỉ sau này chúng ta sẽ học ạ. Thì nó sẽ không thuộc tập hợp N đâu, đúng không? Rồi, đây là bài tập số 2. Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển qua một cái bài tập nữa. Bài tập này thì nó khá giống với cái bài tập mà chúng ta đã làm trong cái ví dụ 1. Viết các tập hợp sau đây bằng cách liệt kê các cái phần tử của nó. Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử. Chúng ta có tập hợp các cái số tự nhiên không lớn hơn 5. Tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5. Thì ở đây chúng ta nhớ rằng là có cái từ không vượt quá với từ không lớn hơn, ngược lại không lớn hơn tức là nhỏ hơn hoặc bằng, đúng không? Không lớn hơn tức là nhỏ hơn hoặc bằng. Như vậy là chúng ta có tập hợp các số tự nhiên, tập hợp các số tự nhiên tập hợp các số tự nhiên không lớn hơn 5 là tôi ký hiệu là tập hợp A và không lớn hơn như thầy nói thì nó ở đây người ta yêu cầu là liệt kê các phần tử thôi, nên là chúng ta sẽ có phần tử 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5. Đương nhiên rồi, 5 là một cái số mà không lớn hơn 5, đúng không? Chúng ta để ý cái từ không lớn hơn và không vượt quá như thầy nhắc nhé. Rồi tiếp tục. Bây giờ thì tôi sẽ không viết lời nữa, các bạn tự viết rồi, đúng không? Tôi sẽ viết luôn. Cái tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số không nhỏ hơn 95. Số tự nhiên có hai chữ số mà lại không nhỏ hơn. Không nhỏ hơn tức là phải lớn hơn hoặc là bằng, đúng không ạ? Chúng ta có 95 này, 96 này, 97, 98 và 99. Đấy. Tập hợp mà C. Tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 20, nhỏ hơn 40 và chia hết cho 3. Đấy, cái này thì phải để ý rằng là chúng ta sẽ phải tìm các số tự nhiên lớn hơn 20, nhỏ hơn 40 và chia hết cho 3. Thì ở đây cái cách mà các bạn làm ấy thì các bạn để ý là muốn chia hết cho 3 thì nó phải là viết được dưới dạng tích của 3 với một cái số nào đó, đúng không? Thì ở đây chúng ta ví dụ như là 3 nhân 6 thì mới là 18 thôi. 3 nhân 7 thì là 21. Như vậy nó thỏa mãn cái điều kiện này. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ 3 nhân 7 bằng 21 này. 3 nhân 8 bằng 24. 3 nhân 9 27 này.
Đấy, 3 nhân 10 30. Sau đó đến 33 này. Sau đó đến 30 36 này. Và sau đó đến 39. Sau đó đến 39. Đấy, 39 là số cuối cùng đúng không? Đấy thì đây là tập hợp các cái số tự nhiên mà lớn hơn 20, nhỏ hơn 40 và chia cho 3. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua cái bài tập tiếp theo. Chúng ta sẽ chuyển qua bài tập số 4. Bài tập số 4 này người ta yêu cầu là viết cái tập hợp bằng cách là chỉ ra tính chất đặc trưng cho các cái phần tử của nó. Ở đây người ta cho sẵn một cái tập hợp dưới dạng là liệt kê các phần tử rồi và chúng ta cần phải chỉ ra cái tính chất đặc trưng. Vậy thì ở đây muốn chỉ ra tính chất đặc trưng thì các bạn phải nhìn được các cái phần tử trong tập hợp này nó có cái quy luật hay là tính chất gì đặc biệt, đúng không? Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là mỗi cái phần tử, hai cái phần tử liên tiếp đúng không ạ? Nó hơn kém nhau 3 đơn vị đối với cái tập hợp A. Tập hợp A. Hay nếu chúng ta dùng một cái phép chia mà chúng ta chia các phần tử này cho 3 thì khi đó chúng ta sẽ được là dư 1, đúng không ạ? 3 dư 1. Vì vậy là các cái phần tử của tập hợp A nếu chúng ta viết dưới dạng liệt kê thì chúng ta có thể viết là 3k cộng với 1. Nhưng ở đây thì không phải tất cả các cái giá trị k, k thuộc n và k ở đây không phải tất cả đúng không ạ? Chúng ta chỉ lấy cái giá trị đến số 19 tương ứng với k ở đây bằng 6 đúng không? Như vậy chúng ta có là k ở đây phải nhỏ hơn hoặc bằng 6. K nhỏ bằng 6. Thì chúng ta có thể viết là lớn bằng 0, nhỏ bằng 6 cũng được, còn không chúng ta chỉ viết nhỏ bằng 6 không thôi, bởi vì k thuộc n thì k phải lớn bằng 0 rồi. Rồi, tiếp tục chúng ta có cái tập hợp thứ hai, chúng ta cũng nhìn thấy chúng ta có 1 8 này, 27 64 125. Thì các bạn thì có thể chưa để ý được nhưng mà các bạn chú ý rằng là ví dụ như là 1 thì nó chính là 1 nhân 1 nhân 1 đúng không ạ? Có thể viết thành 3 số 1 nhân nhau đấy. 8 thì có thể viết là 2 nhân 2 nhân 2 tức là 3 số 2 nhân với nhau. Tương tự như vậy. Đây là 3 số 3 này, 3 số 4 này và 3 số 5. Đấy. Vậy thì trong cái tập hợp B này chúng ta có thể viết là tập hợp các cái số n chẳng hạn. N cũng được mà K cũng được tùy các bạn. N mũ 3 có dạng là n mũ 3. Trong đó thì n phải là số tự nhiên. Các bạn ghi là thuộc n sao đi đúng không? Và n ở đây phải nhỏ hơn cùng lắm là bằng 5. Nhỏ hơn hoặc bằng 5. Đấy, thì chúng ta sẽ được cái tập hợp này. Cái lũy thừa thì các bạn đã học trong cái phần lý thuyết ở trong sách giáo khoa rồi. Nên là cái này tôi nói thêm thì các bạn rõ. Và nhớ là n mũ 3 ở đây chính là n nhân n nhân n đúng không ạ? N mũ 3 ở đây là n nhân n nhân n, tức là tích của ba cái số n ấy. Rồi, ở phần C chúng ta có các cái phần tử là 2, 6, 12, 20, 30, 42. Thì cái tập hợp này nó hơi lạ một chút đúng không ạ? Nó cũng sẽ gây được nhiều khó khăn cho các bạn đấy, bởi vì nó không phải là các cái dãy số liên tiếp nữa, 2, 6, 12. Đấy, nó cũng không hơn kém nhau một đơn vị nữa. Vậy thì cái quy luật ở đây nó là gì thì các bạn để ý là 2 thì chúng ta có thể viết thành 1 nhân với 2 đúng không? 6 thì chúng ta có thể viết là 2 nhân 3. Đấy. 12 thì là 3 nhân 4. 20 thì là 4 nhân 5. Và 30 thì là 5 nhân 6. Đấy, 42 thì chúng ta viết thành 6 nhân với 7. Đấy, đây chính là quy luật. Vậy thì tập hợp C này chúng ta có thể viết rồi. Nó chính là tích của hai cái số tự nhiên liên tiếp đúng không ạ? Tích của hai số tự nhiên liên tiếp chúng ta có thể viết là n nhân với lại n cộng 1, n nhân n cộng 1.
Với n đây là các cái số tự nhiên thuộc vào n sao, n thuộc n sao. Các bạn biết thuộc n sao. Và các bạn thấy rằng là nó cũng không phải là tất cả, mà từ 6 trở lại chúng ta có nhỏ hơn hoặc bằng 6. Vì thuộc n sao rồi nên chúng ta không cần viết lớn bằng 1 nữa. Rồi, và các bạn lưu ý là nếu như không có cái điều kiện thuộc n thuộc n sao thì nó sẽ khác. Nếu các bạn chỉ viết là n lớn hơn hoặc bằng 1 thôi hoặc nhỏ hơn bằng 6 thôi thì các bạn sẽ thấy là nó bị sai. Đấy, tức là chúng ta viết như thế này là không đúng này. C bằng tập hợp các số tự nhiên dưới dạng tích n nhân n. Đấy, n ở đây lớn hơn hoặc bằng 1 nhỏ hơn bằng 6 như thế này á thì sẽ là không đúng, đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta viết lên phía trước thì sẽ được. Ví dụ như là ở đây chúng ta viết thuộc n. Mỗi cái bài toán các bạn để ý rằng là cái cách viết như thế này không được nhé. Mỗi cái bài toán các bạn đều phải để ý cái cách mà mình viết để thể hiện cho đúng. Thì cái bài tập này cũng là một cái bài tập mà nó gọi là khó hơn một chút so với những bài tập bên trên, bởi vì là chúng ta phải tìm ra cái quy luật của cái phần tử. Đương nhiên là ở đây cái quy luật này mình cũng có thể tìm được, đúng không? Nhưng có những nhiều quy luật thì nó hơi phức tạp khó khăn một chút, đòi hỏi chúng ta phải có cái sự tỉnh táo, tư duy nhạy bén. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ chuyển qua cái bài tập số 5. Bài tập số 5 người ta yêu cầu là tìm cái số phần tử của các cái tập hợp sau đây, thì ở đây thì thầy sẽ tìm nhanh thôi để cho các bạn hình dung. Tôi sẽ không trình bày cẩn thận nữa mà các bạn tự trình bày cẩn thận đó nhé. Tốt nhất là các bạn muốn học theo cái phần này thì các bạn phải trình bày một cách cẩn thận. Tìm số phần tử của tập hợp sau đây. Tập hợp A bao gồm có phần tử này rộng, thì nhiều bạn sẽ nhầm rằng là tập hợp này không có phần tử nào, nhưng các bạn hoàn toàn sai rồi. Tập hợp này là tập hợp có một phần tử, có một phần tử, và phần tử của nó là cái gì? Nó chính là tập rỗng luôn. Đấy, phần tử của nó chính là tập rỗng. Tập rỗng thì không có phần tử nào, nhưng mà trong cái trường hợp này khi chúng ta viết đấy, viết cái dấu ngoặc ấy mà bên trong lại là rỗng thì chứng tỏ nó có một phần tử. Tiếp theo là cái tập hợp B thì gồm các cái số mà lớn hơn hoặc bằng hai số tự nhiên lớn bằng 2 nhỏ hơn bằng 100 mà chia cho 2. Thì ở đây chúng ta có thể liệt kê ra để chúng ta thực hiện cái phép tính của mình, đúng không ạ? Tôi viết ra đây một chút. Tập hợp B thì bao gồm các số lớn hơn hoặc bằng 2 chia cho 2, như vậy là 2, 4, 6, vân vân. Và đến số cuối cùng là số 100. Vậy là ở đây chúng ta lại gặp cái bài toán đó là dãy số cách đều, đúng không ạ? Chúng ta tính cái số phần tử này thì bằng cái cách là chúng ta lấy cái phần tử, số phần tử của tập hợp B thì chúng ta sẽ tính bằng cái cách là lấy phần tử cuối 100 trừ đi phần tử đầu là 2, chia cho khoảng cách là 2 và cộng với 1. Và kết quả chúng ta được cái này là 98 chia cho 2 cộng với 1. 98 chia 2 là bằng 49 cộng 1, đúng không ạ? Và bằng 50 phần tử. Đấy, thì ở đây cũng là cái bài toán mà các bạn sẽ gặp rất là nhiều, đúng không? Tiếp tục tập hợp C thì rõ ràng là đối với cái biểu thức này thì các bạn sẽ thấy luôn là x cộng 1 bằng 0 thì không có số tự nhiên nào mà cộng với 1 bằng 0 cả. Chính vì vậy tập hợp này sẽ không có phần tử nào. Các bạn có thể giải thích nhé, vì là không có số tự nhiên nào cộng với 1 bằng 0 nên chúng ta sẽ có được tập hợp này là không có phần tử, hay chính là C ở đây chính là bằng rỗng, đúng không ạ? C bằng rỗng. Tiếp theo là tập hợp các số tự nhiên mà chia hết cho 3, thì các bạn thấy rằng là có rất là nhiều số tự nhiên chia hết cho 3. Nếu mà viết dưới dạng chỉ là tính chất đặc trưng thì chúng ta có thể viết rằng là số có dạng 3k, trong đó thì k là số tự nhiên bất kỳ. Như vậy thì rõ ràng là cái số phần tử của nó là vô số, đúng không ạ? Chúng ta có vô số phần tử. Đấy, thì một cái bài tập mà nó liên quan đến tính cái số phần tử của một cái tập hợp, các bạn cũng nên lưu ý và các bạn sử dụng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua cái bài tập tiếp theo. Cho tập hợp A gồm các phần tử 1, 2, 3 và tìm tất cả các hợp tập hợp con của A.
Thì ở đây cái bài này tôi cũng đã giới thiệu với các bạn một vài lần rồi, đó là khi mà chúng ta tìm tất cả các cái tập con thì chúng ta bắt đầu liệt kê từ tập hợp con có không phần tử, đúng không ạ? Tập hợp con mà không có phần tử nào. Đấy, tập hợp con có không phần tử thì nó chính là tập rỗng này, đúng không? Sau đó là tập hợp con có một phần tử. Một phần tử thì chúng ta có chính là tập hợp gồm các cái phần tử 1, 2, 3. Đấy, có 3 tập hợp. Tiếp theo là tập hợp con, tập hợp con có 2 phần tử. Tập hợp con có 2 phần tử ở đây thì chúng ta có cái tập hợp là 1, 2 này, 2, 3 này và 3, 1 này. Đấy, chúng ta cũng có 3 tập hợp, đúng không? Và nhớ rằng là khi liệt kê thì chúng ta không liệt kê lặp lại, nên là chúng ta sẽ không có cái 2, 1 với 1, 2 là giống nhau, nên để ý. Tiếp theo là tập hợp con có 3 phần tử. Tập hợp con có 3 phần tử. Đó là 1, 2, 3 và chỉ có một tập hợp thôi, đúng không ạ? Chính là cái tập hợp A đấy. Rồi, như vậy ở đây chúng ta có tổng cộng là 8 cái tập hợp con. 8 tập con. Cái này thì cái quy luật này chúng ta cũng nhớ rồi, tôi đã cung cấp rồi, đúng không ạ? Một cái tập hợp mà có n phần tử, tập hợp có n phần tử đấy, thì nó sẽ có, thì sẽ có 2 mũ n tập con. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển qua cái bài tập tiếp theo. Cái tính chất vừa rồi thì các bạn lưu ý là chúng ta vận dụng để chúng ta xử lý. Rồi, bây giờ thì ở đây chúng ta có cái bài tập mà số 7 nó tương tự. Các bạn có thể tự làm cái bài tập này cũng được. Viết tất cả các cái tập hợp con của M gồm một phần tử, hai phần tử, ba phần tử giống như vừa rồi chúng ta đã làm. Bởi vì là số tập hợp con này nó cũng tương đối là nhiều, nên khi mà các bạn viết thì các bạn để ý tập hợp con có một phần tử này. A, B, C và D. Đấy, nhớ là phải đặt chúng trong dấu ngoặc. Hai phần tử thì chúng ta có AB, AC, AD. Đấy, chúng ta sẽ liệt kê lấy từng cái phần tử một. Đến phần tử B thì chúng ta không liệt kê lại cái BA, chúng ta chỉ có BC và BD thôi. Đúng không đúng không? Chúng ta đến phần tử C thì chúng ta chỉ có CD thôi, chúng ta không liệt kê lại BC và D thì đương nhiên rồi, không có cái gì. Là chúng ta sẽ tiếp tục đến tập hợp con có 3 phần tử thì là ABC, đúng không? Sau đó chúng ta lấy giữ nguyên hai phần tử AB thì chúng ta liệt kê thêm D thì chúng ta sẽ được tập mới này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến BC thì chúng ta sẽ thêm cái tập hợp mà D vào, bởi vì thêm A vào thì nó không thỏa mãn. Đấy. CD mà thêm B vào thì chúng ta có được rồi, CD. CD thêm A chưa có, đúng không ạ? Như vậy chúng ta có tập hợp CD thêm cái phần tử A vào. CD và thêm B rồi. Đấy. BD thêm A. BD thêm C. Rồi, có rồi. Đấy, thì chúng ta để ý ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4. 4 cái tập hợp. Con gồm có 3 phần tử của cái tập hợp M này. Rồi, đến cái bài tập số 8. Bài tập số 8 này thì nó cũng khá giống với cái bài tập mà ví dụ ở trên chúng ta tôi đã trình bày cho các bạn. Cái bài tập này thì người ta nói là trong một lớp học mỗi học sinh đều học tiếng Anh và tiếng Pháp,
có 25 học sinh học tiếng Anh và 27 học sinh tiếng Pháp, còn 18 người học cọc học cả hai thứ tiếng. Vậy trong đó có bao nhiêu học sinh? Thì chúng ta lại cũng vẽ cái bài tập này thì thầy gợi ý thôi, các bạn tự trình bày nhé. Chúng ta vẽ cái biểu đồ thì chúng ta sẽ thấy đây là tập hợp này là tập hợp những học sinh mà học tiếng Anh này, đúng không? Tiếng Anh tiếng viết tắt. Còn đây là tập hợp những học sinh học tiếng tiếng Pháp này, đúng không? Có 27 người. Thì nhớ rằng là trong số những người học tiếng Anh thì có những người học cả hai tiếng, đúng không? Cả tiếng Anh cả tiếng Pháp. Và trong số những người học tiếng Pháp cũng như vậy. Thế mới dẫn đến tình trạng là chúng ta sẽ nếu như không để ý kỹ thì chúng ta sẽ bị nhầm. Và ở đây chúng ta có 18 người thì học cả hai thứ tiếng, tức là cái tập hợp gồm 18 người. Và bây giờ thì chúng ta có thể áp dụng cái công thức này. Cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Đấy. Thì tập hợp tiếng Anh chúng ta có 25 người, tập hợp này chúng ta có 27 người và tập hợp này chúng ta có 18. Đấy. Thì ở đây nếu như chúng ta gọi cái tập hợp này là tập hợp A, tập hợp này là tập hợp A, tập hợp này là tập hợp B, thì cái chính là cái chỗ này nó chính là A giao B. Đấy. Thì bây giờ người ta hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh thì chính là tìm cái A hợp B, chính là tìm cái A hợp B. Các bạn hình dung không ạ? Đấy. Cái phần phần chung nhau thì là A giao B, còn cái phần mà toàn bộ cái phần này là A hợp B. Toàn bộ cái phần. Kể cả phần giao nhé. Nhưng mà phần giao chỉ được tính một lần thôi. Chính vì vậy mà chúng ta mới có chuyện là A hợp B chính là bằng số phần tử của A cộng với số phần tử của B trừ đi số phần tử của A giao B. Đấy. Bây giờ thì người ta yêu cầu là tính cái lớp xem có bao nhiêu học sinh, tức là tính cái thằng này thì chúng ta chỉ việc là cộng à lấy như vậy là số học sinh của lớp này sẽ là 25 này cộng với lại 27 và trừ 18. Hai năm cộng với 27 trừ đi 18, 25 cộng 27 là bạn 52, 52 trừ đi 18 thì còn là 34 đúng không ạ? 34. Lớp học này có 34 người. Là tôi tính là đấy, thì đây là một cái gợi ý để cho các bạn thực hiện và các bạn nhớ cho thầy cái công thức này để các bạn sử dụng trong các bài toán về tập hợp. Các bạn thân mến, như vậy là trong video này thầy đã hướng dẫn các bạn là tìm hiểu cái bài đầu tiên trong cái phần sơ lược về tập hợp trong phần toán bồi dưỡng học sinh giỏi và toán nâng cao ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên like và chia sẻ nếu các bạn cảm thấy video có ích. Và các bạn hãy đón xem cái chuyên đề tiếp theo mà thầy sẽ trình bày trong phần ôn thi học sinh giỏi này. Cảm ơn các bạn.